phát hiện hàng loạt thiếu niên tàng trữ ma túy, truy ra bà trùm cung cấp cái chết trắng. Ngày 26 tháng 5, Công an thành phố Kon Tum cho biết vừa triệt phá nhiều vụ án tàng trữ, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Dựa vào tin báo của quần chúng, ngày 24 tháng 5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về KT và MT, Công an thành phố Kon Tum đã tiến hành mật phục ở nhiều đoạn đường trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang liên tiếp các trường hợp là thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về KT và MT, Công an thành phố Kon Tum tiến hành mật phục trên đoạn đường gần trường THCSTHST Lý Tự Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum và phát hiện VVA, sinh năm 2007, điều khiển xe mô tô chở theo TVH, sinh năm 2007, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong người của TVH có 2 điếu thuốc quấn, nghi là ma túy, bỏ trong vỏ thuốc lá. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô tại khu vực đường Bùi Thị Xuân, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện NDK, sinh năm 2000, đang cầm trong lòng bàn tay trái có 1 điếu thuốc quấn. Cả khai nhận, thuốc quấn này là ma túy, dạng cần sa. Tiếp đó, khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, có thanh niên tên TH, D, sinh năm 2005, điều khiển xe mô tô chở theo L, HA, sinh năm 2006. Qua kiểm tra, phát hiện LHA đang cầm trong lòng bàn tay trái 1 điếu thuốc. LHA và THD khai nhận điếu thuốc trên là ma túy loại cần sa. Đặc biệt, các thanh niên trên đều khai nhận đã mua loại ma túy, loại cần sa mua của một người phụ nữ trú tại phường Quyết Tiến, thành phố Kon Tum. Căn cứ vào lời khai của các thanh niên trên, khoảng 22 giờ 00 ngày 24 tháng 5, Công an thành phố Kon Tum thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà số 15 Bùi Thị Xuân, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Qua kiểm tra, NTTV, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, đã giao nộp nhiều điếu thuốc và bì ni lông có chứa thực vật được xay nhuyễn, quấn kín. Tại cơ quan công an, V khai nhận là ma túy, loại cần sa mua về bán để kiếm lời. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với NTTV về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Kon Tum tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 10 hẻm Tôn Thất Tùng, thuộc tổ 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có VTA, sinh năm 1989, trú tại tổ 3, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. THQ, sinh năm 1994, trú tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. LDP, sinh năm 1995, trú tại tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, và BTTV, sinh năm 1993, trú tại hẻm 10 Tôn Thất Tùng, tổ 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, đang ngồi tại phòng khách. Theo đó, tổ công tác đã bắt quả tang VTA, THQ và LD. Về đang sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành thu giữ bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Bên trong có bám dính chất tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy, của các thanh niên trên. Các thanh niên khai nhận, chất tinh thể màu trắng đục trên là ma túy đá của VTA đưa tiền cho THQ mua về để cùng nhau sử dụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với VTA và THQ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và BTTV về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.